Kính chào quý khán thính giả, kính chào giáo bình luận gia Lê Đại Nguyên và sử gia Phạm Cao Dương. Thưa quý vị, từ năm 2009, Đại lão Hòa Thượng Thích Quang Độ xử lý Thường vụ Viện Tân Thống kiêm Viện trưởng Viện Hòa Đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã ra ít nhất là 6 văn kiện để cảnh báo về hiểm họa mất nước. Và cách đây mấy hôm, thì Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Tân Thống kiêm Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hòa Đạo đã công bố một bản lên tiếng về hiểm họa mất nước. Trong đó Ngài có nói đến cái tình trạng ngoại xâm và nội ứng. Ngài cũng đề cập đến 11 cuộc biểu tình tại Sài Gòn và Hà Nội. Và sau khi điểm qua cái tình hình rất là nghiêm trọng tại Việt Nam, Ngài đã cảnh báo nhân dân Trung Quốc về một chính sách xâm lược lỗi thời của nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh và nhân dân của một nước láng giềng. Ngài cũng báo động công luận thế giới về thảm họa lấn đất, lấn biển của Trung Cộng. Và đồng thời hậu thuẫn lời kêu gọi của Đại lão Hòa Thượng Thích Quang Độ thành lập liên minh chống ngoại xâm. Bên cạnh, Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác cũng đã kêu gọi tất cả đồng bào tham gia những cuộc biểu tình chống sự xâm lăng của Trung Cộng. Và nhất là Ngài kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội hãy vì truyền thống văn minh Việt Nam tức khắc chuyển chế độ độc tài, độc đảng thành chế độ dân chủ đa nguyên như là một quốc sách tối hậu chống xâm lăng và phát triển đất nước. Thưa quý vị, nếu có thời giờ thì chúng tôi sẽ có dịp chia sẻ đến quý vị nội dung bản lên tiếng của Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo. Thưa hai giáo sư, tuần trước chúng ta đã nói về một vị vua mà có thể nói rằng là tài đức kiêm toàn, đó là vua Trần Thái Tông. Thì hôm nay xin hai giáo sư hoan hỷ chia sẻ với quý khán thính giả của đài về cái chính sách quốc phòng, chính sách giáo dục, chính sách kinh tế và nhất là cái chính sách kiện toàn nguồn máy chính phủ trong cái thời đại của vua Trần Thái Tông, để từ đó như là một cái tiền đề đưa đến cái sự ổn định của đất nước. Xin kính mời hai giáo sư. Dạ. Vâng, kính thưa Hòa Thượng, thưa giáo sư Phạm Cao Dương, kính thưa quý vị, chúng ta biết rõ một điều là nhà Trần nghĩa là thừa hưởng cái công nghiệp của nhà Lý đã ổn định được chế độ trong vòng 200 năm. Cho nên là tất cả chính sách nhà Trần họ đều áp dụng phần lớn theo chính sách nhà Lý để tiếp tục con đường là đi vào con đường là hóa giải hận thù, hóa giải những xung đột của các cái ý hệ, cho nên đã đem đến cái hiến chế, tức là đa nguyên, phân nhiệm điều hợp, tạo ra một nền văn minh mới, một cái quan điểm mới để xây dựng xã hội đất nước Việt Nam. Đến vua Trần Thái Tôn, Ngài đã áp dụng đường lối đó, lấy dân làm gốc. Cho nên chúng ta thấy một cái điều rất là hay. Khi Ngài khởi công đắp đê sông Hồng, một cái là công trình lớn vào từ ngàn xưa đến nay của Việt Nam, công trình ngăn cái nước lũ từ của sông Hồng, thì khi mà Ngài đã cho đê con sông Hồng lớn như vậy đó, thì vào đất dân nào thì bồi thường theo đúng thời giá của dân chúng lúc đó, chứ không phải như Hà Nội bây giờ đó, là tha hồ cướp của dân rồi dân oan dân khiếu kiện. Không, nhà Trần không làm được đó, nghĩa là đáp ứng đúng với nguyện vọng của dân, đắp đê để ngăn nước lụt lũ nhưng mà trả lại những cái gì mà thiệt hại của dân đầy đủ cho dân để dân sinh sống. Đó là một điều đặc biệt. Còn điều thứ hai, tất nhiên thời đại của nhà Trần cũng như là Lý là thời đại phong kiến, cho nên rằng cứ người có công
với chế độ, với triều đình ấy, thì họ đều được phong 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 hầu hay là phong vương hay là chia cho thái ấp. Nhưng mà đến nhà Trần ấy, thì đặc biệt, bởi vì bây giờ Mông Cổ bắt đầu đã chiếm với nhà Tống bên kia, đã bắt đầu xâm lấn và đe dọa Việt Nam. Cho nên rằng vua Trần Thái Tông ông mới đem một cái chính sách mới là chia thái ấp cho các triều thần, nhưng mà đồng thời bắt các thái ấp đó phải nuôi quân. Tức là mỗi thái ấp được quyền huấn luyện quân, tạo ra quân quân số. Cho nên khi có chiến tranh một cái ấy, thì lập tức nhà nước huy động được 20 vạn quân ngay tức khắc, mà có thiện chiến, có chiến đấu. Cho nên là Mông Cổ sang đánh nước ta lần đầu tiên bị thua ngay. Cho nên là đã thua không tiến được, mà khí hậu nó làm cho bạc nhược hết. Cho nên phải kéo quân về, người ta kéo quân về, người ta thấy rằng một cái quân đoàn của Xâm Lăng đi mà hiền lành, chứ không có cướp bóc gì cả. Người ta bảo đây là cái đạo quân mà quân nhà Phật. Thành ra vấn đề đặt ra chính vì chính sách của nhà Trần lấy dân làm gốc, tôn trọng quyền dân, cho nên rằng nó tạo ra một cái hiện tượng như vậy. Cho nên là về nhất là vấn đề giáo dục, thì giáo dục của nhà Trần đem lại một cái nền giáo dục toàn diện, không phân biệt. Khi mà thiết lập được gọi là các cái cuộc thi cử, ngày xưa chỉ có thi thi hội nhỏ nhỏ thôi, bây giờ là thi cả quốc gia, là lấy ra trạng nguyên, thám hoa, bảng nhẫn, tất cả những cái cuộc thi lớn như vậy đó, là cuộc thi của. Nhưng mà riêng vấn đề đi sâu vào các đạo giáo thì con là tạo ra có cuộc thi tam giới tử, tức là người theo đạo Phật phải hiểu theo Phật để thi cái này đó, người theo đạo Lão thì học theo đạo Lão phải thi đúng cái nguyên tắc của đạo Lão, người theo đạo Khổng thì phải làm những gì mà chính yếu của nguyên tắc của đạo Khổng. Cho nên là cái nền giáo dục của nhà Trần họ đi sâu vào các lĩnh vực, và đi sâu vào đó dựa trên cái tâm đạo của nhà Phật, họ khai thác tất cả những cái gì thuộc về tâm đạo của các tôn giáo khác để thành ra đem phục vụ cho con người, tạo ra cho những con người Việt Nam một cái tâm hồn thực sự tự do, thực sự tự chủ. Cho nên vấn đề đặt ra là khi giặc đến thì mọi người đều tự nguyện đánh giặc. Dạ, cảm ơn giáo sư. Giáo sư có ý kiến như thế nào? Thưa những điều mà bình luận ra Lý Đại Nguyên vừa mới trình bày với quý vị đúng là đã xảy ra dưới thời nhà Trần, và không phải chỉ riêng dưới triều vua Trần Thái Tông không mà thôi, mà là dưới tất cả các vua nhà Trần, mỗi một triều đại đóng góp một phần nào đó. Thế thì tại vì anh em chúng tôi nói ở nước Mỹ này và trong cái thời đại này thì chắc chắn thế nào cũng có quý vị đặt cái câu hỏi là thế thì căn cứ ở đâu mà nói rằng các vua nhà Trần đã theo cái ý nguyện của dân. Thì thưa quý vị, một trong cái tài liệu mà chúng ta có thể dựa vô để nói điều đó đó, đó là cái bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam của vua Trần Thái Tông. Thì vua Trần Thái Tông đã kể chuyện rằng cái lúc mà ông bỏ các kinh đô để lên núi Yên Tử đó, thì Trần Thủ Độ đã lên trên đó và dọa rằng nếu không về thì sẽ vân 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 vân. Thế thì trước khi ngài trở về kinh thì Thiền sư Phù Vân là chủ trì của chùa Yên Tử trên đó có nói như thế này: là một bậc nhân chủ thì ngài phải lấy cái ý nguyện của dân làm ý nguyện của mình, và cái lòng dân là lòng của mình. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng cái quan điểm của vua Trần Thái Tông và về sau này những người nối nghiệp ngài, và tôi chắc chắn rằng cái lời nói đó cũng đã được nói trước mặt của Trần Thủ Độ. Bởi vì tôi vẫn nghĩ rằng những cái công trình đầu tiên để mà lập nên những nền móng cho cái chính sách cai trị của thời nhà Trần đó có một sự đóng góp rất lớn của Trần Thủ Độ. Và Trần Thủ Độ đã sống cho mãi đến năm 1964. Thế thì đó là một cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa mà chúng ta có thể yên tâm được rằng dân chúng vẫn được đặt lên trên cùng, là đến cuối thời nhà Trần
thì ông Trần Nguyên Đán có làm bài thơ, trong đó có cái câu mà cái trước tôi có dịp thưa với quý vị, đó là triệu tính âu ca lạc thịnh thì. Triệu tính âu ca lạc thịnh thì, tức là triệu họ chứ không phải trăm họ, là vui vẻ hát mừng, mừng ngày, mừng cái thời thịnh trị. Thì đó là cái thời của thời nhà Trần. Và tất nhiên còn nhiều những điểm khác, chắc là mình phải được bây giờ phải không ạ? Dạ, giáo sư thấy sao? Tức là giữa cái vấn đề kinh tế và quốc phòng luôn luôn phát triển một cách nhịp nhàng. Chẳng những vậy mà bên cạnh đó chúng ta thấy ông đưa ra những cái điều luật làm dân chủ hóa cái triều đại của ông, tức là dân chủ phát triển những cái sách luật mà chúng ta nghiên cứu về đời Trần, chúng ta thấy rất rất là hay, rất là phối hợp nhiều, và ông nâng cao cái trình độ của dân chúng, đặc biệt là những quan lại đó. Và phải đặc biệt cái là cái quan điểm mà dung hòa tam giáo đó, không có giữ độc quyền của Phật giáo. Thì ngay trong đó thì trong cũng trong cái bài tựa đó chúng đã nói là dẫn dụ bọn quần mê, chỉ rõ đường sinh tử là là đại giáo của Đức Phật. Thế còn lập ra những cân mực cho tương lai, làm chuẩn bị cho cái đời sống của dân chúng thì là của Phật cái Thánh. Và ngài lại còn dẫn dụ lời của Lục Tổ là chư Phật và tiên thánh là một, không có gì khác nhau cả. Thì cái đó tôi nghĩ rằng đó là cái tư tưởng chủ đạo cho toàn bộ sinh hoạt của 200 năm của nước Việt Nam sống tới thời Triều Trần. Cảm ơn hai giáo sư rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Thưa hai giáo sư, khi nãy chúng ta đã thảo luận về những cái chính sách lớn dưới triều đại của vua Trần Thái Tông. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng là khi chiến tranh xảy ra và có những cái cuộc xâm lăng lớn từ phương Bắc là Mông Cổ, và đồng lúc có những cái nạn lụt, nạn bão, nhưng mà dưới cái triều đại của vua Trần Thái Tông đã không có một cái sự nghèo đói nào, tức là không có những cái nạn chết đói. Lạ, vẫn có chiến tranh, vẫn có thiên tai, nhưng mà vẫn phồn thịnh, dân chúng vẫn sống trong cái thời điểm Âu Ca Thái Bình. Thì có lẽ là đó là một cái điều rất là đặc biệt, thì xin nghe. Vâng, thưa Hòa Thượng, chúng ta biết rằng xã hội thời của Lý Trần là xã hội nông nghiệp, mà nông nghiệp là phải tổ chức cho nông dân có ruộng cày thì nó phải có phúc lợi được. Cho nên rằng cái phương pháp tỉnh điền của Lý Trần nó có từ đó, là chia khu vực của mỗi một cái làng xã ra làm 9 khu. 8 khu chung quanh này ở giữa là của công. Tức là 8 cái hộ chung quanh này góp phần làm cái ruộng công để có công. Cho nên là tất cả đều san bằng. Vấn đề cuộc sống của nông dân có ruộng cày và có đóng góp xây dựng chung của xã hội. Cho nên cái mảnh vườn nó chia làm 9 đó, 9 ô đó. Thì ở giữa này là tất cả 9 cái 8 cái hộ này là phải bắt đầu phải xây dựng chung để xây dựng, đấy là của công. Thành ra nó cái phương pháp đó, cho nên mọi người đều sống thoải mái và đều có tư sản hết, không có ai nghèo đói. Dù ở trong cái lãnh địa của phong của phong ấp á, thì các ông gọi là được phong đó cũng phải chia như vậy cho những người làm việc ở trong cái ấp của mình. Thành ra vấn đề đặt ra nó tạo ra cái mức quân bằng. Và có lẽ tôi cũng thấy rằng ở thời đó họ người nói tham nhũng. Thế họ quyền lực. Nhưng đích thực ra quyền, ngay đầu tiên ông vua Trần Cảnh, ông lên, ông không muốn làm vua. Ông muốn từ chức, từ chối, ông muốn làm vua. Cho nên những người đó, họ không vì quyền lực riêng của họ. Họ làm là vì trách nhiệm của họ đối với quốc dân, đối với đồng bào. Họ phải làm thôi. Cho nên họ đặt những vấn đề ra là cho quốc dân. Ví dụ như ở bên Hoa Kỳ này cũng vậy. Cái hiến pháp Hoa Kỳ đặt ra là cho quốc dân, chứ không phải đặt ra cho ông Tổng thống. Còn vấn đề như hiến pháp Việt Nam, họ đặt cho ai? Họ đặt cho đảng họ, chứ đặt cho dân đâu.
đặt cho ông tổng thống, ông chủ tịch có quyền hành hay đảng có quyền hành. Cho nên rằng tất cả như vậy, cái hiến pháp không của là của dân, mà hiến pháp của Hoa Kỳ đấy nó là của dân, họ đặt cho dân, không đặt cho những cai trị. Thành nó có đi lâu dài. Chính vậy cái bản hiến pháp đầu tiên của bọn Trần Thái Tôn cũng là cái bản hiến pháp đầu tiên của nhà Trần, họ đặt ra cho dân chúng. Cho nên giả Trần phát triển một cách êm đềm, hòa bình và không có tranh chấp. Khi giặc đến thì hỏi dân có đánh không, đánh thì vua đánh, quan đánh, tất cả cùng đánh. Cho nên là vấn đề đặt ra là cái tinh thần dân chủ nó có ngay từ đầu, vì đạo Phật lấy con người làm gốc. Con người, không con người là không có gì hết. Cho nên con người, Đức Phật vẫn nói là trong chúng sinh đều có Phật tính, nhưng riêng con người với có đủ điều kiện và khả năng chảnh Phật thành Phật. Cho nên con người là một cái hiện tượng mà ở cái bước đó với đi trở thành giác ngộ, và không phải là thần linh, không phải là ma quỷ, mà là con người có đủ hai phần thân xác và tâm hồn, có cả hai lĩnh vực vô sắc giới và sắc giới để mà tự mình giải thoát lấy mình. Cho nên khi đạo Phật tự mình giải thoát lấy mình, cho nên từ đời Lý đời Trần là người ta xây dựng con người trên cái điều kiện tự chủ. Cho nên cái đời sống đạo đức, đời sống tâm linh của cái thời Trần rất là cao. Chính đó mà nó là một cái nhân tố lớn để mà tạo cái sự ổn định của xã hội. Thưa giáo sư, trở lại cái nhận định của Hòa Thượng. Và có lẽ cũng đặt câu hỏi là trong suốt cái thời nhà Trần là mình không có những nạn đói, không có nhiều thiên tai, thế thì do đâu mà ra? Thì đây nó là một cái vấn đề rất khó trả lời. Tuy nhiên tôi chỉ nêu lên một cái điểm này để quý vị khán thính giả sẽ tùy theo mình và suy luận. Thì cái quan điểm về vương quyền đó, về quyền hạn của nhà vua từ thời nhà Lý sang thời nhà Trần thì mang cái ý nghĩa của thiên mệnh, là nhà vua thay mệnh trời mà trị dân. Thì nó khác với lại bên Âu Châu, cái chỗ là thay mệnh trời trị dân với cái điều kiện là đem lại cơm no áo ấm, thái bình thịnh trị cho người dân, và cũng theo cái thuyết thiên mệnh đó của đạo Nho. Thì trong trường hợp mà nhà vua không có làm tròn được cái trách phụ mà trời trao phó cho đó đó, thì trời sẽ ra tai ra ách, sẽ có bão lụt, sẽ có thiên tai, sẽ có đói kém mất mùa, và người dân có quyền nổi lên để chống đối chính quyền. Thế nhưng mà nó không phải là tuyệt đối như vậy, là khi mà nhà vua đi chạch đường, chạch hướng gì đó, thì trời sẽ ra tai ra ách và nhà vua vẫn có cái khoảng thời gian để mà sửa đổi cái đường lối cai trị của mình. Thì cái sửa đổi đó bằng cách là đại xá, miễn thuế, là đủ mọi thứ, nhưng mà nó được biểu hiện bằng cái sự thay đổi cái niên hiệu. Các vua mình ngày xưa đó, ông nào lên cũng có những cái, cũng đặt ra những cái niên hiệu riêng cho mình, nói lên cái ước vọng của mình. Và vua nhà Lý chẳng hạn, có những người thay đổi niên hiệu tới 7-8 lần, có người tới 11 lần. Và riêng vua Trần Thái Tông tới 3 lần tất cả. Thì đầu tiên là Kiến Trung, rồi Thiên Ứng Chính Bình, rồi sau này cái gì thì Phong. Vâng. Thế thì Nguyên Phong. Vâng. Thế thì cái đó tôi nghĩ rằng nó phù hợp với lại chuyện, tức là khi mà có cái gì trục trặc thì vợ vua ngay lập tức ăn năn hối cải, sửa đổi lại toàn bộ chính sách của mình. Các vua ngày xưa như vậy và liên tục cho đến khi mà cái chế độ quân chủ của Việt Nam không còn nữa. Chính vì vậy cho nên triều đại của nhà Lý tồn tại 226 năm, triều đại của nhà Trần cũng 200 năm. Thế và một trong những bằng chứng khác nữa mà tôi cũng muốn nêu lên để quý vị thấy rằng cái thời Nguyên Phong là cái niên đại cuối cùng của vua Trần Thái Tông đó đã được người ta ghi nhớ rất lâu trong lịch sử Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng ai nghiên cứu về văn học Việt Nam đều biết hai câu thơ trích từ một bài thơ ngày gọi là ngày xuân viếng Chiêu Lăng. Chiêu Lăng là lăng của vua Trần Thái Tông, xuân nhật viếng Chiêu Lăng. Thì có hai câu này mà ai học cái văn học thời này đều biết hết, là bạch đầu quân sĩ tại, vãng vãng thuyết Nguyên Phong. Tức là theo như là cụ Ngô Tất Tố dịch đó, là lính già phơ đầu bạc ngồi kể chuyện
Nguyên Phong. Thì cái thời Nguyên Phong đó là thời kỳ nhà Trần chống quân Mông Cổ, nhưng mà cũng là thời của vua Trần Thái Tông. Vua Trần Thái Tông có tới ba cái niên hiệu, nhưng ta chỉ nhớ thì cái thời Nguyên Phong mà thôi. Thì về sau này nếu quý vị đọc cái bài thơ Làng Tôi của Nguyễn Thao đó, thì cũng có nói tới là buông tay gầu vui lại thuở Bình Mông. Tức thời thuở Bình Mông này người ta không nghĩ tới mấy cái cuộc chống quân Mông về sau này đâu. Tôi nghĩ rằng nó xuất phát từ cái câu thơ nói về cái thời Nguyên Phong. Vua Trần Thái Tông đã ra trận. Tức là rất là thái bình, chẳng những xã hội ổn định mà còn bảo vệ được cái chủ quyền của đất chủ nước quyền của mình, và cái mệnh trời ở đây. Thì chúng ta thấy là vua thay dân để mà trị quốc, và ý dân là ý trời, tức là vua thay dân để mà trị quốc, mà nếu mà ngược lại cái lòng dân tức là ngược lại ý dòng trời. Do đó thành cái cách mà quan niệm của người xưa nó rất là hay, tức là dân là trên hết, tức là mình trị quốc là vì dân chứ không phải là vì cái triều đại hay là vì cái dòng họ hay là vì cái quyền lợi của mình. Thành đặt cái vấn đề nhân chủ, vấn đề dân chủ nó rất là cao. Thêm nữa, Hòa Thượng, là nếu mà sửa sửa hoạn như không được á, thì dân có quyền nổi lên và lật đổ nhà vua, và cái người lãnh đạo cái cuộc nổi loạn đó sẽ là người thay thế và được coi như là đã được vua lấy mệnh trời từ vị vua cũ đó để trao cho vị vua mới. Thì kính bạch Hòa Thượng nhìn lại cái hiện trạng bây giờ. Từ ngày Đảng Cộng sản cầm quyền lên ở Việt Nam đến bây giờ từ năm 75, năm nào cũng có lụt lội, năm nào cũng có bão và đủ mọi thứ. Và xưa về Việt Nam giờ không có động đất, bây giờ cũng đã bắt đầu có động đất rồi. Thế và hình như là cả thế giới mình cũng lâm một cái tình trạng như vậy. Thì tôi cũng biết rằng đứng về phương diện tâm linh của các vị chủ trương là tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người, từ chính trị, kinh tế, xã hội, vân vân, đó là như thế nào. Cảm ơn. Còn một phút nữa, không biết là giáo sư có ý kiến gì. Vâng, thưa quý vị, chúng ta biết rõ rằng khi mà chúng ta nói đến nhà Trần, chúng ta nói đến cái kỷ cương của nhà Trần đặt ra để cho dân chúng ổn định, và không những ổn định được mà còn chống được ngoại xâm, chống được Mông Cổ, chống được hai cái trận của nhà Nguyên sang xâm chiếm nước ta. Chúng ta thấy rằng đích thực ra phải nói rằng cái nền chính trị thời đó nó là cái nền chính trị vương đạo, nó tỏa rộng ra khắp, nó lấy cái lòng nhân của con người để mà trị con người, chứ không phải lấy cái ý kiến riêng của ông vua ra mà trị dân, mà lấy cái lòng nhân của con người ra mà quản trị, cai trị, đem lại hạnh phúc cho người. Cho nên rằng đến cái chúng ta đến ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng cái chế độ cộng sản nó lấy cái gì ra mà trị người đây? Nó lấy lòng ác của nó, lấy lòng thù hận của nó ra mà trị người, lấy cái chủ quan mà gọi là hoàn toàn vị kỷ ra mà trị người. Cho nên rằng nó không có đi vào với cái truyền thống lịch sử của cha ông mình. Nó sẽ phải đi đến cái sự tiêu diệt. Dân tộc này sẽ không chấp nhận nó và sẽ đào thải nó. Độc tài toàn trị chứ không phải là dân chủ phát trị. Cảm ơn hai giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc chúng ta đã hết giờ. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.